Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Vi Thị Thu, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại Bản Bố, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Lương Thị Thu, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xóm Tam Tiến, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Còn về tội trộm cắt tài sản, Công an thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã số 19 ngày mùng 3 tháng 10 năm 2017 đối với đối tượng Phạm Thị Ngọc, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại xóm 4 xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Lương Văn Thi, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại bản Piêng Lau, xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An phải nhận quyết định truy nã số 04 ngày 4 tháng 5 năm 2020 của Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội trộm cắp tài sản. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 hoặc 069 232 1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện